Giống như là bạn khai thái mạc á hả? Ờ. Vậy hả? Chị chương trình hôm bữa với chị Harry cũng vậy. Thì anh quay chung với đứa, quay chung với đứa nào thì anh nhờ stylist đứa đó làm việc tao luôn. Anh quay với Harry, nhờ stylist Harry. Ôi sao bữa anh quay chung với em? Chưa. Ờ, anh quay không? Anh quay với Nam Thư, anh nhờ stylist Nam Thư. Tay em đương đại quá đó là gì? Trời ơi, anh cũng nhờ ai, anh cũng nhờ stylist, anh không bao giờ nhờ stylist em luôn á. Anh quay với Khả Như, anh nhờ stylist Khả Như luôn. Anh chưa bao giờ nhờ stylist em luôn. Mình là gì của nhau? Bạn thân của nhau chắc anh không cần. Người mà em đắm say từ nay sẽ không lại. Còn cái là đợi hơi nhiều đó. Mày có nhớ lộn không? Thiệt. Mày làm gì cây sung. Em chuẩn bị làm cái tốt nè. Được đâu. Ừ đó giờ đó. Đó nền trắng nha chị. Anh nha, là bên ta thấy tử vậy. Đó, đó, đó. Trời ơi, làm người ta thấy tử gì? Bây giờ xé quần xé. Đó, trai. Đồ đẹp mà kêu người ta hỏi. Anh chụp thẳng lên rồi. Làm nó duyên thành nữa. Đi chơi. Dạ rồi. Rồi, mọi người chuẩn bị nha. 3, 2, 1. Rồi, quay đi bà con. Quay sớm thì sớm nè. Rồi, quay đi. Không, rồi, chị qua. Rồi, để chụp hình nè. Cho em kiểu nữa mà quậy nha, quậy nha. Quậy vậy à? 1. Tắt mặt này. Câu đào không? 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 Câu cuối nè. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4,
Rồi,
biết đâu. Phải nào quá rồi. Anh Nghĩa ở bên Nghĩa đó ơi. Đứng ở chỗ cái đèn ngồi.